những dấu hiệu và nguyên nhân dẫn đến tình trạng mũi bị viêm nhiễm sau khi nâng? Làm mũi xong một thời gian tự nhiên nó bị sưng đau nhất lên thì đây là dấu hiệu của chuyện viêm hoặc là đào thải các bạn nha. Khi các bạn nâng mũi xong rồi các bạn vấn đề gì thì các bạn tới khám ngay và xử lý kịp thời để cái mũi chúng ta không bị co rút, không bị biến dạng. Thì đây là cái nguyên tắc cơ bản các bạn phải nhớ được. Thì cái mũi sau khi làm nó có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ khi chúng ta nâng mũi xong, chúng ta nâng quá cao và nó không phù hợp với độ giãn da của chúng ta. Chúng ta dùng những chất liệu không tốt thì sau một thời gian thì nó bị đào thải, nó bị lủng ra ngoài và nó gây vi khuẩn từ bên ngoài có thể xâm nhập vào cái khoang nâng mũi chúng ta và gây viêm. Một trường hợp nữa là do những cái nang lông ở xung quanh nó có thể viêm và nó ăn xuyên vào những cái khoang nâng mũi chúng ta gây viêm. Và một cái vấn đề nữa là chúng ta bị những cái mụn nhọt ở cái vùng quanh mũi mà nó có thể ăn vào cái khoang đặt mũi và cuối cùng thì nó sẽ gây viêm. Và một trong những cái nguyên nhân sớm hơn nữa là chúng ta nâng mũi ở cái môi trường không đảm bảo vô khuẩn, không có vô khuẩn không khí, không có vô khuẩn về mặt và thao tác của cái người nâng mũi chúng ta không đặt chuẩn cái thao tác vô trùng thì nó sẽ có xuất hiện những vi khuẩn nó trú ngụ trong cái chất liệu mà nâng mũi chúng ta. Thì thời gian đầu nó ít thôi, nhưng thời gian sau nó sinh sôi nảy nở, nó phát triển một cái số lượng nhất định thì nó gây viêm cái mũi của chúng ta lên. Cho nên nâng mũi chúng ta phải nâng ở cái môi trường vô trùng, phải do y bác sĩ họ được đào tạo về vô trùng và cho có cái trang thiết bị phương tiện đảm bảo vô trùng 100% thì chúng ta nâng mũi nó an toàn được. Còn không thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề sau nâng mũi các bạn nha. Hãy đến với bác sĩ Phùng Mạnh Cường để nâng mũi an toàn và xinh đẹp.